Chào mừng các em đã đến với WWW sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle-Mariotte. Thí nghiệm mô tả ở hình 29.1 cho thấy khi thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, nhưng chưa cho biết mối liên hệ định lượng giữa áp suất và thể tích của một lượng khí. Làm thế nào để tìm được mối liên hệ này? Một là mã, trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V, áp suất B và nhiệt độ tuyệt đối T lớn. Những đại lượng này được gọi là các thông số trạng thái của một lượng khí. Giữa các thông số trạng thái của một lượng khí có những mối liên hệ xác định. Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình. Trong hầu hết các quá trình tự nhiên, cả ba thông số trạng thái đều thay đổi. Tuy nhiên cũng có thể thực hiện được những quá trình trong đó chỉ có hai thông số biến đổi, còn một thông số không đổi. Những quá trình này được gọi là đẳng quá trình. Người ta có thể dùng thí nghiệm để nghiên cứu các đẳng quá trình, tìm ra mối liên hệ giữa từng cặp thông số, từ đó xây dựng phương trình mô tả mối liên hệ đồng thời cả ba thông số. 2 là mã, quá trình đẳng nhiệt. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. 3 là mã, định luật Boyle-Mariotte. 1. Đặt vấn đề. Từ những quan sát hàng ngày và những thí nghiệm đơn giản như thí nghiệm ở hình 29.1, ta thấy khi nhiệt độ không đổi, nếu thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất của nó tăng. Nhưng liệu áp suất có tăng tỷ lệ nghịch với thể tích không? Để trả lời câu hỏi này, ta phải dựa vào thí nghiệm. 2. Thí nghiệm. Thí nghiệm vẽ ở hình 29.2 cho phép đo các giá trị của áp suất khi thể tích của một lượng khí thay đổi, còn nhiệt độ không thay đổi. Dựa vào đó ta có thể trả lời được câu hỏi trên. Hình 29.2, sơ đồ thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt. Dùng tay ấn piston 2 xuống hoặc kéo piston lên để làm thay đổi thể tích không khí trong xi lanh 1. Sự thay đổi áp suất của không khí trong xi lanh được nhận biết nhờ áp kế 3. Nếu P tỷ lệ nghịch 1 trên V thì PV bằng hằng số. Kết quả thí nghiệm như sau. Bảng 29.1. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, thể tích V, mở ngoặc, cm khối, đóng ngoặc. Cột 2, áp suất P, mở ngoặc, 10 lũy thừa 5, PA, đóng ngoặc. Cột 3, PV. Hàng thứ hai, cột 1, 20. Cột 2, 1,00. Hàng thứ ba, cột 1, 10. Cột 2, 2,00. Hàng thứ tư, cột 1, 40. Cột 2, 0,50. Hàng thứ 5, cột 1, 30. Cột 2, 0,67. Hỏi 1. Hãy tính các giá trị của thể tích P, V ở bảng 29.1 và rút ra kết luận về dự đoán. Hỏi câu 2. Hãy dùng các số liệu trong bảng kết quả thí nghiệm để vẽ đường biểu diễn sự biến thiên của P theo V trong hệ tọa độ, mở ngoặc, P, V, đóng ngoặc. Thứ nhất, trên trục hoành, 1 cm ứng với 10 cm khối. Thứ hai, trên trục tung, 1 cm ứng với 0,2 nhân 10 lũy thừa 5 PA. 3. Định luật Boyle-Mariotte. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích. Công thức P tỷ lệ nghịch 1 trên V hay P nhân V bằng hằng số. Công thức 29.1. Định luật trên được nhà vật lý người Anh Boyle, sinh năm 1627, mất năm 1691, tìm ra năm 1662, và nhà vật lý người Pháp Mariotte, sinh năm 1620, mất năm 1684, cũng tìm ra một cách độc lập vào năm 1676, nên được gọi là định luật Boyle-Mariotte. Nếu gọi P1, V1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1, P2, V2 là áp suất và thể tích của lượng khí này ở trạng thái 2, thì theo định luật Boyle-Mariotte ta có P P1 nhân V1 bằng P2 nhân V2. Công thức 29.2. Ví dụ, dưới áp suất 10 lý thừa 5 Pa, một lượng khí có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của lượng khí này khi áp suất là 1,25 nhân 10 lý thừa 5 Pa. Biết nhiệt độ được giữ không đổi. Giải. Trạng thái 1, P1 bằng 10 lý thừa 5 Pa, V1 bằng 10 lít. Trạng thái 2, P2 bằng 1,25 nhân 10 lũy thừa 5 Pa, V2, chấm hỏi. Theo định luật Boyle-Mariotte ta có P1 nhân V1 bằng P2 nhân V2, do đó V2 bằng P1 nhân V1 chia cho P2 bằng 1,00 nhân 10 chia cho 1,25, V2 bằng 8 lít. 4 la mã, đường đẳng nhiệt. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. Trong hệ tọa độ P, V, đường này là đường Hippol. Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau, hình 29.3. Đường đẳng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt ở dưới. Qua bài học này các em cần nắm vững. Thứ nhất, trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái như áp suất P, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T. Thứ hai, quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi. Thứ ba, định luật Boyle-Mariotte trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định. Áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích. P tỷ lệ nghịch với 1 trên V, do đó P nhân V bằng hằng số. Thứ tư, trong hệ tọa độ P, V, đường đẳng nhiệt là đường Hippol. Câu hỏi và bài tập. 1. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí. 2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? 3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Boyle-Mariotte. 4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ P, V có dạng gì? 5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? A. Thể tích. B. Khối lượng. C. Nhiệt độ tuyệt đối. D. Áp suất. 6. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Boyle-Mariotte? A. P tỷ lệ 1 trên V. B. V tỷ lệ 1 trên P. C. V tỷ lệ P. D. P1, V1 bằng P2, V2. 7. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Boyle-Mariotte? A. P1, V1 bằng P2, V2. B. P1 trên V1 bằng P2 trên V2. C. P1 trên P2 bằng V1 trên V2. D. P tỷ lệ với V. 8. Một xi lanh chứa 150 cm khối khí ở áp suất 2 nhân 10 lũy thừa 5 Pa. Piston nén khí trong xi lanh xuống còn 100 cm khối. Tính áp suất của khí trong xi lanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi. 9. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít, người ta bơm không khí ở áp suất 10 lũy thừa 5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm khối không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm, coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.